Xin chào anh em đã đến với kênh YouTube của Toàn Máy Bãi. Nay Toàn giới thiệu mọi người cái bộ đai có cái mẫu mới như thế này. Thì cái mẫu mẫu trước thì Toàn đang bán là cái mẫu anh em trèo cột làm trèo cột điện hoặc là cắt cây rồi hai ông hai lan bắt ong thì anh em vẫn xài cái này. Thì hai cái mẫu đai này thì nó y hệt nhau nhưng nó chỉ khác nhau có cái móc này thôi mọi người. Đấy. Nên là anh em để lưu ý nhé. Hôm trước có anh hỏi là anh thì không làm không có đi trèo cây, anh không có hái lan bắt ong gì hết nhưng mà anh làm bên xây dựng. Anh cần cái bộ nào mà nó có cái thấy người ta có cái móc lớn á, có cái móc lớn để anh có thể móc vào cái dàn giáo khi mà anh leo trèo anh lắp ráp giáo dàn giáo hoặc là anh vận chuyển anh đứng ở ngay cái chỗ mà nó nguy hiểm á thì có cái Toàn có cái bộ nào không thì đây nay Toàn lấy một cái bộ này có cái móc lớn như thế này thì cái móc lớn này có thể móc vào cái dàn giáo vô tư nhá anh nhé. Anh có xem thì anh vào liên hệ ngay với Toàn qua số điện thoại là 0947207718. Thì không biết là anh có đăng ký kênh hay chưa, nếu chưa đăng ký thì anh đăng ký vào xem là đăng ký kênh, nhấn chuông để nhận được cái thông báo mới nhất. Thì cái đai này, hai cái đai này thì nó có thể tăng chỉnh được mình vòng eo như thế nào, mình vẫn mập hay là người người mập người ốm thì vẫn có thể đeo được. Thì cái móc này là móc nhỏ, thì nó móc nhỏ thì nó móc không có móc được vào cái dàn giáo và cái này là chỉ có vòng qua cây hoặc là trèo cột điện hoặc là anh em làm ở những cái nơi mà nó khó thì anh có thể là vòng qua những cái chỗ nào mà mình vòng được á hoặc là cái này là nó móc móc vào thành một cái đai luôn, cái dây này dây an toàn luôn mọi người nhé. Móc này đai vòng qua người và móc này là móc đai an toàn, móc dây an toàn. Còn cái này ấy, cái này nó cũng là dây an toàn nhưng mà nó xài cái móc lớn thì mình có thể mình móc ngược vào trong cái đai vào cái khuyên bên này đấy, móc vào cái khuyên bên này để thành một cái dây an toàn hoặc là cái dây này là cái dây dây bảo hiểm khi mà mình trèo leo trèo xong rồi mình đứng ở cái nơi gọi là những người mà nhát nhát gan hoặc là những người mà làm gọi là yếu bóng vía có hệ tiền đình nó kém thì anh em hoặc là anh em chưa quen ấy, thì anh em rất là run đứng ở trên những cái chỗ cao hoặc là những chỗ mà đứng ở trên cái sân thượng mà nhìn xuống dưới để kéo những cái vật liệu lên trên á, có cái dùng tời kéo lên thì anh em dùng những cái này này, dùng những cái này móc vào và móc luôn vào cái dàn giáo ở bên cạnh thì nó rất là an toàn. Thứ nhất á, là anh em chưa nắng anh em xây sẩm mặt mày, lỡ mà có rơi thì cũng có cái dây này nó níu lại đấy, có dây này níu lại thì cái móc này thì cũng phải bóp cái đằng sau, bóp cái chốt đằng sau này, bóp cái lễ đằng sau thì mới bóp được cái ngàm này vào. Mọi người thấy chưa? Đấy. Nên là nó rất là an toàn. Đây mọi người thấy chưa? Toàn bộ là làm bằng inox hết mọi người nhé. Toàn bộ là khóa là làm bằng inox hết. Nên là mọi người không yên tâm, cái này nó không có reset. Đây mọi người thấy này, làm bằng inox, không có reset được. Bên trong lò xo thì làm bằng sắt thôi, bằng thép thôi. Nhưng mà cái khóa cái móc này thì làm bằng inox nên mọi người có thể yên tâm về cái chất lượng của nó. Cái này treo thì mọi người treo có thể đu người thoải mái, không bao giờ nó thấy được tại vì nó là cái bản dẹp như thế này ấy, thì nó thiết kế như thế này thì nó rất là chắc chắn. Và anh em là có làm thêm dây phụ, anh em trèo cây có làm thêm dây phụ thì mình có những cái móc như thế này để làm cái dây phụ luôn cho anh em tăng giảm nó, mình khi mình trèo lên trên cây ấy, thì nó rất là dễ dễ dàng. Đấy, đồ thì hoàn toàn là đồ mới hết mọi người nhé, không có đồ cũ đâu, đai cũng là đai mới. Thì anh em mình bán cái này thì giá nó chỉ có 250 thôi, cái này 250 còn cái này là 280.000 đấy, 250 và 280.000 thì anh em lấy cái nào thì lấy. Đấy, thực sự ra thì cái tính mạng mình nó mới quý chứ còn vài 300.000 này thì nó thực sự nó không có đáng là cái gì hết. Mình lên trên cây hoặc là lên những cái chỗ cao đấy, mình có cái để mình an toàn níu lại, tiếc vài 300.000 rớt xuống vợ con nó khổ thôi, chết còn đỡ.
nhưng mà nó quặt quà quặt quẹo, gãy chân gãy cổ, gãy xương sống rồi nằm liệt ra đó. Vợ con nuôi nhiều khi cũng khổ cả người nhà nữa anh em. Nên là cái này là mình chia sẻ thực, mình bán cái này là chỉ có 250, 250 chưa có phí vận chuyển, cái này là 280 chưa có phí vận chuyển. Móc này làm thêm hoặc là mọi người lấy thêm ấy, thì mình tính thêm nhé. Thì mình có làm cả cựa leo cây đó, nhưng mà thực sự cái cựa leo cây đợt này quá là ít thời gian anh em ạ. Mình không có thời gian để mà làm. Thứ nhất là người làm cũng không có kịp, rồi hàng hóa bây giờ hàng nó về nhiều đó, anh em thông cảm, chứ bây giờ thực sự cũng rất là muốn ra cái mẫu mới. Thì nếu như anh em mà vội quá thì có thể ghé những cái chỗ anh em biết anh em lấy, còn nếu như anh em nào tin tưởng thì chưa vội lắm thì hãy chờ Toàn một thời gian nữa, tại vì thực sự là Toàn cũng muốn làm để phục vụ anh em tận tình với anh em, nhưng mà được, thời gian nó có hạn nên không thể làm hết được, không thể làm chu cấp được hết cho toàn bộ anh em, nên là thực sự là cái đó là một cái thiếu sót. Thì cái mẫu của mình thì đợt này làm toàn bộ là cựa thì làm bằng sắt dày hết, và làm thì khung đồ là nó chắc chắn và nó đẹp hơn trước rất là nhiều. Thì mình cũng đang cố gắng là lấy thêm những cái vật liệu mình làm cho nó, khi mà mình sử dụng mình đeo vào chân thì nó nhanh hơn, tháo ráp nhanh hơn, tức là mình đi vào nó nhanh và gỡ ra nó nhanh đó, để cho anh em thuận tiện. Chứ ngày xưa thì nói chung là mình bán cái ngày xưa thì nó chỉ 300, phí vận chuyển 50 là 350 thôi, nhưng mà cái đó thì nó rất là đơn giản, nhưng mà lại chỉ có cột dây thôi nha, cột dây và phần bên dưới ở cái phần quàng qua chân ấy thì nó là dây thun, anh em xem thì anh em cũng biết đấy. Nên là cái đó thì nó rẻ tiền, nói chung là vẫn phục vụ anh em leo trèo vô tư. Và cái dây này là dây rất là dày nha mọi người nhé, dây của nó rất là dày này, dây dày chắc chắn, chứ bên trong là nó có một lớp lót luôn, lớp lót bao quanh qua lưng luôn. Thì anh em mua thì anh em cũng biết rồi, anh em nào đã mua rồi thì vào comment bình luận để lại cái dòng cảm nghĩ dưới cho mình với nhé. Thì anh em có cái lời bình của anh em ấy, thì tất nhiên là những khách hàng mà chưa biết đến kênh và chưa biết đến cái sản phẩm của Tổng Máy Bãi thì anh em sẽ tin tưởng hơn. Thì cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi đến cái video clip này, và hẹn gặp lại anh em ở những cái video clip tiếp theo. Đấy, cái những cái này thì phí vận chuyển thì xa hay gần thì nó cũng 50.000 đấy, nó khá là nặng. Thì nó có cái móc này, cái này nó khoảng cỡ tầm hơn 1 cân vì nó có nhiều cái khuy sắt này đấy. Thì mình đeo vào người ấy, thì nó nhẹ nhàng lắm, mình đeo vào người ấy, nhẹ nhàng chứ nó không có nặng đâu. Nên anh em lên cây đồ an toàn, mình có lên cây mình thả tay buông tay ra nó cũng không có rớt. Nên anh em mua máy cưa thì phục vụ cho anh em, mình bán cái máy cưa phục vụ anh em rồi, nhưng mà anh em nên trang bị cho những cái phụ kiện để bảo hộ an toàn như thế này thì nó sẽ tốt hơn. Xin chào anh em và hẹn gặp lại anh em nhé. Đừng quên like và đăng ký kênh giúp Toàn Máy Bãi. Hẹn gặp lại anh em ở những cái video tiếp theo nhé.